Sáng 9 tháng 11 năm 2022, Ban thực hiện cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc đã kiên quyết thực hiện cưỡng chế phá dỡ hoàn toàn hai căn biệt thự xây dựng trái phép tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Hai căn biệt thự này được xác định là của ông Vũ Đình Khánh, 52 tuổi và ông Lê Xuân Hồng, 49 tuổi, cùng ngụ ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Theo quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, thì ông Khánh và ông Hồng phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất nước khi vi phạm và trả lại đất đã chiếm cho Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ quản lý. Diện tích đất buộc phải thực hiện đối với ông Khánh là hơn 500m², đối với ông Hồng là hơn 502m². Cả hai mảnh đất này đều thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Mới từ 7 giờ 15 phút sáng 9 tháng 11, Ban thực hiện cưỡng chế đã có mặt tại khu đất có hai căn biệt thự. Đã chuẩn bị từ trước, cổng lớn dẫn vào khu biệt thự có hai căn biệt thự bị cưỡng chế, bị rào chắn lại khá kiên cố, không cho lực lượng cưỡng chế tiến vào bên trong. Phía ngoài cổng có thể nghe được tiếng loa phóng ra rất lớn. Đó là những lời phản đối việc cưỡng chế đối với hai căn biệt thự này. Tuy nhiên, với quyết tâm thực hiện cưỡng chế cho bằng được, Ban thực hiện cưỡng chế đã chỉ đạo phá bỏ hàng rào để cho lực lượng tiến vào bên trong. Đến vị trí trước hai căn biệt thự liền kề bị cưỡng chế, lực lượng tiếp tục bị phản đối bởi một số phụ nữ. Cả hai căn biệt thự đều đóng cổng khá chắc chắn bằng ổ khóa loại lớn. Lực lượng cưỡng chế phải dùng búa để đập ổ khóa cổng, đồng thời đưa những phụ nữ phản đối ra khỏi khu vực hai căn biệt thự. Ngay sau khi ổ khóa cổng được phá, lực lượng cưỡng chế vào bên trong để kiểm kê và đưa các tài sản ra ngoài. Sau đó, hai xe cuốc được điều động đến để phá dỡ hai căn biệt thự. Khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ thực hiện, hai căn biệt thự đã bị phá dỡ hoàn toàn. Các lực lượng tiếp tục cho phương tiện dọn dẹp đống đổ nát. Có mặt tại hiện trường chỉ đạo cưỡng chế, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc cho biết, đây chỉ là 2 trong số 79 căn biệt thự xây dựng trên đất nhà nước quản lý. Chúng tôi cũng xác định năm 2022 là cái năm thực hiện rất là nhiều vụ việc cưỡng chế và chúng tôi cũng xác định là năm cưỡng chế. Do đó là chúng tôi sẽ quyết liệt lập lại cái trật tự kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Sau cưỡng chế hai căn này, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện, hoàn chỉnh, rà soát quy trình thủ tục. Chúng tôi sẽ tiếp tục cưỡng chế những cái căn còn lại, đặc biệt là những cái khu vực ở Nam Bãi Trường, khu vực xã Dương Tơ, khu vực xã Hàm Ninh, trong đó khu bảo tồn biển. Chúng tôi sẽ quyết tâm lập lại cái trật tự kỷ cương sớm nhất trong thời gian tới. Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc cũng chia sẻ thêm rằng rất xót xa khi phải ra quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà cửa của người dân, làm hư hỏng khá nhiều tài sản. Tuy nhiên, vì mục tiêu quyết tâm lập lại kỷ cương phép nước, chính quyền thành phố Phú Quốc không thể không thực hiện việc này.